Con dâu bớt làm những món dầu mỡ lại đi con. Tụi con muốn ăn gà rán mà. Yên tâm, mẹ sẽ chỉ cho con làm một món gà rán chiên giò, không bột, không dầu, vừa giữ dáng cho con mà tụi nhỏ ghiền luôn. Con chuẩn bị 500g ướp gà rửa sạch, tách đôi, ướp tiêu, ướp muối trong 15 phút, hai củ khoai lang luộc với 100ml sữa tươi, xay nhuyễn đặc như vậy nè, ngũ cốc ngô con bóp cho nó vụn ra, sau đó áo lớp khoai lang ngoài miếng gà, phủ lớp ngũ cốc cho nó đầy luôn, làm nóng rồi chiên không dầu 5 phút, con xếp miếng gà vào, chiên 190 độ trong 15 phút, đã xong, qua kết quả bất ngờ, một món gà rán chiên giòn mà không bột không dầu, bên trong gà chín mềm ẩm, bên ngoài có vị ngọt bùi của khoai lang, con có thể làm dạng viên lắc khô mai trứng muối để tụi nhỏ dễ chấm dễ ăn. Nhớ chiên tầm 10 phút nha. Thử đi con.